Ok, cố lên em. Nay tiếp tục chương trình leo núi thôi. Hôm nay cố gắng phá đảo con game luôn. Hy vọng là con game này nó cũng đem lại trải nghiệm đầy đủ à. Kéo dài quá thì nó thành ra sẽ rất là lê thôi. Game này có cái hay nữa là lúc anh em mà vô load game á, đây. Nó sẽ là cái màn hình chờ. Cái phần này nó ngay cái chỗ mà anh em lưu game luôn. Anh em làm rất là chi tiết cái phần này nha. Đó, anh em bấm continue rồi nó vô thẳng đây luôn rồi. Sao mấy cái vân bề mặt núi này cảm giác nó là kỳ ta? Shadow cao lên. Cảm giác mấy cái vân núi này nó hơi bị lỗi á. Sao chuột nhanh dữ vậy nè? Movement, control layout. Cái con này là con gì tới giờ vẫn chưa biết nữa. Rồi đi thôi. Tôi cũng quên nút gần hết rồi. Cái cầu thang này thiết kế không leo được nha. Chúng ta phải leo cái đường bên đây. Chỗ này giống như là một cái hồ bơi chứ. Ồ, con này nó sẽ đưa mình lên à. Ây. Không nắm được. Sao vậy? Khúc này hình như là nó bị cái lỗi bớt bớt vậy đó. Lại. Rồi qua đây được thì chắc là ổn rồi đó.
cắm đèn cái rồi thả ra. Rồi qua đây. Vô đây lượn lượn tí. Biết anh cha. Giết nhiều quá, biến độc lắm. Bên đó còn đường mà bên đây cũng còn đường nữa hả ta? Mình vượt lên trên mấy tầng mây luôn rồi. Này như kho lúa gạo vậy. Không có gì trong đây cả. Chỗ này cứ đi bộ vô bình thường thôi. Biết là bên đó có đồ đó nhưng mà chúng ta chưa đi vô được. Không biết còn đường nào khác không? What? Xuống đây có đường lên không ta? Không đứng lên đây được hả ta? Có thể leo lên cái cây này đi thẳng vào bánh luôn. À, đua cục này quá. Không bám vô được. Không, đợi tí nữa mới được. Tại bây giờ trời đang rất là nắng. Chứ mà phải canh đường mấy con đó nó bò qua nữa. Rồi, không kịp rồi. Lên.
xuống lên ta. Ây. Bên này có tấm phản gỗ rồi, chắc để gắn dây vô được. Ok. Qua đây rồi. Đó, để có gì sau này mình ở dưới mình đu lên được. Quen cái gì đó. Để dùng những cái máy bơm nước kìa. Thằng máy nguy hiểm hết á, đúng kiểu một người xài luôn. Nè cái này hệ thống bơm nước từ dưới lên chứ. Rồi trên đó có đường, bên này nó một cái như là cái gồng gọc. Game này mà pha tí dễ đố thì nó thì hay á, thay vì chỉ đơn thuần là đi như thế này thôi.
Tiếp đi qua phía trên bên phải đó. Ngày càng khó nữa nha. Càng lên cao là cảm giác nó càng nóng hơn chứ không phải là lạnh hơn. Khi nào thì mới chớp có mưa, những cái đường ống là ngày càng trắng xóa nhiều hơn. Nước ngày càng khan hiếm. Cái còn gì đây? Một hệ thống cái đường dây luôn nè.
Nó không nghe được cái gì luôn. Kìa, góc trên bên phải. Anh em nào sợ độ cao mà chơi mấy game như thế này thì đúng cuốn luôn. Lúc nào cũng chỉ còn một tí nữa thôi. Cái giếng à? Anh em nào mà có máy bơm nước thì chắc mới biết cái giếng đó thôi. Ồ, dưới đó có cái cửa nữa nha. Không biết có vô được không, nhưng mà tôi sẽ cố gắng vô được rồi. Không có khả năng. Gần tới mặt trời luôn rồi. Đâu ta?
cũng chụp hình được ta. Ở trên màu vàng ở dưới màu trắng nhìn nó cảnh nó đẹp hết. Cái này đá muối à. Ngay phía trên này. Có một cái hệ thống ngay đó. Nếu dưới trời nắng là mình kiệt sức rất là nhanh nha. À, đi đường dưới, đi phải vòng qua bên bển luôn mới được. Sống quá trời. Đây, vòng qua đây. Đi làm một con à.
Bây giờ đợi con mới lên thì hai con đi song song với nhau. Bên phải không có đường nữa nào. Cái gì đây? Mấy bình thổi bong bóng. Dướng rồi chắc phải bám vô bọ thôi. Giác như bên đó không có đường á. Có thiệt không? Mà mình dạo dạo đây coi cái đi. Tụng ở đây nó sẽ để cái nốt. Giờ lại còn lễ hội nữa trời. Cái làng này thiết kế mấy cái đường độc đạo. Đi ra đây để hạ cây này. Có một con quái vật sống trong một cái kén. Nhìn như con cua vậy á. Cái đèn nó vẫn còn sáng kìa. Đâu không, rớt dưới giờ. Chỗ này nãy mình đi lên đi xuống chưa ta? Sao nhìn lá quắc vậy nè. Thiết kế cái chỗ này để cho mình đọc mấy cái nốt thôi.
nút leo như thế này, camera nó cũng di chuyển vòng 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 vòng. Đều thẳng lên luôn. Đi tìm đại dương, đại dương. Có khi chúng ta sống ở đây là nhiều thế hệ rồi đó. Cái miếng đó là như cái miếng đo sức nước hay là sức gió, cái vòng tròn. Bên đây chắc chúng chỉ đọc một cái nốt nữa là hết. Đây, thấy không? Này giống máy điều hòa quá ha. Này khó nghe. Cố lên bỏ.
Đây, một cái giếng nữa. Đục vô và thổi tung vào. Con gì? Chưa bỏ khổng lồ. À, đến đâu game này có đánh boss rồi nữa chứ. Nó tới chương 4 à. Chương 4 bắt đầu mình vô trong nhà đó. Sao nó nhảy xuống ta? Cái này không tính là nắng nên nó có hoài. Ừ, mình đi xuống dưới biển á, càng sâu á thì nó càng tăm tối. Còn con game này càng lên cao thì nó lại càng tươi sáng. Gì? Ồ, mấy con này nó sẽ đỡ mình bay lên cao hơn rất là nhiều. Huh.
Gì? Lỗi bớt ra. Quá anh game. Nghe nhạc. Cái gì đó đọc cái nốt hả? Ba mẹ thank you.
đi đâu nữa, cho bao bánh được. Đi tìm tình yêu à? Sao lắm đường như vậy là ta? Như một cái mê cung luôn nhé. Đường này lại là cái đường ở dưới. Không xuống được. Quên tới cái đường cũ à.
đây có đường leo, và phải móc lên đó thì mới leo được. Thì đó, tính vô cái điểm dừng. Bây giờ không xuống được luôn. Cái gì? Nó không bám vô. Thì toàn con cũ hay mới đây, con này nó chọc lên kia rồi. Ok, căng thẳng hết.
Anh gạo lại mình nhìn qua nè. Chỉ có hai đường. Nó hút từ dưới cái gì dưới nó lên như cái đồng hồ cát vậy. Thì thằng máy lên chỗ này thấy quen quen như đó. Này lại có một cái nốt nữa thôi, không có luôn. Cái chữ của kia
Không tới không ta. Cái khác gì đi đường bên đây lên đâu, nó làm tốn thời gian.
Cái gì? Trái phải, phải không? Như một cái hồ nước vậy đó, nó sẽ xả rất là nhiều hướng, giống như bình chứa, bình chứa tôn. Cái này như một cái bãi biển mà có là san hô chứa luôn rồi. Vào đây cưng. Trái phải này, trên có đường, bên phải có đường. Đi đâu mới được. Đi ghê vãi. Tôi nghĩ là bám vô được mấy cái pha lê màu xanh đó. Không được.
bám vô được chứ. Không được, chỉ là chỉ bay đi theo phương ngang thôi. Được luôn. Đi chợ nữa. Ok. Đùa bạn. Dễ dướng luôn rồi. Cơ chế điều khiển con game này nhiều lúc là nó hơi bị toan đi. Đáng lẽ đeo được khúc này nên cắm vô đây chứ. Không bắn.
bám vô mấy con mới được. Chiều leo trên vườn dốc núi. Hang động đêm tối rồi. Không lẽ qua được tới bản?
Quân chưa ta? Không biết còn chapter 5 không? Khúc cuối này nó có vẻ làm đơn giản hơn tí. Cái khó nhất vẫn là cái chapter 3 này. Nó gom tất cả con này lại, không chừng mình có thể bay thẳng cho nó luôn. Bám vô trôi mất bây giờ. Anh em biết con gấu nước không? Con nãy là y chang con gấu nước luôn. Wow, trên này có cây xanh tươi mới, một cái vùng đất mới luôn á. Rồi, chúng ta còn cái chương 5 ảo giác nữa. Thì ngừng đây thôi. Tiếp theo thì sẽ chơi phá đảo này luôn. Ok, bye bye anh em.